Chào thầy Đinh Văn Nam và các bạn đang xem video ạ. Trước tiên em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Đình Thịnh ạ. Thì sau một thời gian học tập và tìm hiểu về vi điều khiển PIC 16 và đặc biệt là dòng vi điều khiển PIC 16F877A, thì hôm nay cho em trình bày một cái bài tập. Đó là một bài tập, đó là nó bài tập có yêu cầu là đếm đếm từ 0 đến 9 và hiển thị lên LED 7 đoạn ạ. Thì để làm được bài tập này thì trước tiên cho phép em nói một ít về phần cứng, đối với phần cứng của cái bài tập này ạ. Thì đối với phần cứng của bài tập này thì trước tiên chúng ta phải cần, đầu tiên là cần phải vi điều khiển PIC 16F877A. Thì tất nhiên đó là phải cần cái vi điều khiển. Thì đây là hình ảnh thực tế đối với dòng vi điều khiển đối với con vi điều khiển PIC 16F877A. Và để mà dòng vi điều khiển PIC 16F877A hoạt động thì chúng ta cần phải làm các yếu tố tối thiểu như: thứ nhất là chúng ta phải cấp nguồn cho con PIC 16F877A. Thì để cấp nguồn cho con PIC thì chúng ta cần các chân, đó là chân 11. Chân 11 sẽ nối với nguồn 5V. Chân VSS là chân 12 sẽ nối với cực âm. Nó khác với con vi điều khiển AT89C51 là con PIC 16 này thì chúng ta phải cấp hai nguồn cho nó. Tức là chúng ta cần phải thêm một cái chân, hai chân nữa, đó là chân 32 và chân 31, cũng phải cấp nguồn 5V và nối với cực âm. Và tiếp đó thì chúng ta cần phải lắp cái bộ tạo dao động cho con PIC 16F877A. Thì bộ tạo dao động nó sẽ được nối với chân 10, 13 và 14. Nó được nối với một thạch anh có thể là tụ 4 MHz hoặc là 8 MHz, 12, 16, 20 MHz, 20 MHz và tụ hóa thì có thể là 22 PF hoặc là 30 PF. Và một một điều kiện nữa là khi mà cho vi điều khiển hoạt động thì chúng ta cần phải treo cái chân một chân MCLR lên 5V ạ. Và đó là cấu hình tối thiểu để cho vi điều khiển nó có thể hoạt động được. Còn về phần LED 7 thanh, còn về phần em xin trình bày về phần phần LED 7 thanh ạ. Thì đây là phần LED LED 7 thanh, hay còn gọi là LED 7 đoạn ấy. Thì nó có cấu tạo như là nó có hai loại, một loại là trung cực dương hoặc là một loại là trung cực âm. Thì đối với loại trung cực dương thì các chân như 1 2 4 5 6 7 8 9 5 6 7 9 10 sẽ nối với các chân digital, với chân 3,8 nối với nguồn 5V. Còn đối với LED trung cực âm thì hoàn toàn tương tự, nhưng mà nó chân chân 3 chân 8 nó nối với cực âm. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành vào phần mềm để chúng ta có thể lập trình cho nó. Thì để mà lập trình đối với vi điều khiển này thì ta có thể sử dụng phần mềm MicroC hoặc là CCS, cả hai phần mềm đều có thể hoạt động được. Thì bài này
Hồi chiều em có làm, em đã làm rồi. Thì bây giờ em xin được trình bày lại như sau ạ. Ở đây là phần trên là phần phần chú thích. Ở đây em có đề ngày tháng và cái phần cứng của PIC điều khiển đó là PIC16L877A với cộng với thạch anh là thạch anh ở đây là với tần số 20 MHz. Thì đối với đề tài này thì trước tiên chúng ta cần phải khai báo cái mã LED 7 đoạn. Mà ở đây là mã LED 7 đoạn là trung anode. Và nó có lần lượt là C0, F9, A4, B0, 99, 92, 82, F8, 80 và 90. Đây là cái mã 7 đoạn. Về phần hàm chính thì chúng ta cần phải khai báo biến CNT bằng 0, là chúng ta khai báo khởi tạo biến bằng 0. Còn về trig B0x00 là cổng port B, tức là cổng truy xuất dữ liệu. Đây, đây chính là cổng port B, chính là cổng dùng chúng ta dùng để nó để truy xuất dữ liệu. Sau đó dùng vòng lặp quay thì chúng ta gắn cái cổng port B với cái mã LED 7 thanh như điều kiện ở là CNC là bằng ban đầu bằng 0. Sau đó thì CNC sẽ tiến lên một đơn vị. Và nó sẽ tiến dần, thì khi tiến lên một đơn vị thì nó sẽ nhảy, đây là mã C0, C0 tức là nó hiển thị lên là bằng 0. Và nó nhảy lần lượt là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và CNC chia cho 10, tức là ở đây chúng ta đảm bảo cho nó sẽ tăng từ 0 đến 9. Và khi nó tăng từ 0 đến 9 thì nó sẽ không tăng quá lên nữa, mà nó chỉ tăng có trong khoảng vi từ 0 đến 9 mà thôi. Ở đây là delay 300 ms. Sau đó sau khi viết xong, chúng ta tiến hành build. Và chương trình không có lỗi. Thì sau khi chương trình không có lỗi thì chúng ta sẽ bật mô phỏng phần mềm Protoss, phần mềm Protoss 8.1 lên. Và ở đây thì em đã làm sẵn rồi em, và nó đang chạy. Thì lúc em nói em trình bày về đối với nếu mà dùng mạch thực tế thì con PIC này cần phải có một số điều kiện nữa, như là chúng ta cần phải cấp nguồn cho con PIC 16 này, PIC 16F877A chẳng hạn. Và chúng ta cần phải tạo cái bộ thạch anh ở chân 13, 14 này, rồi treo cái chân 1 lên. Tuy nhiên vì thì phần mềm Protoss là phần mềm mô phỏng cho nên chúng ta không bỏ qua giai đoạn này thì nó vẫn chạy làm việc bình thường. Đấy, em xin kết thúc cái phần trình bày video của em tại đây. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã xem video. Em xin hết ạ.